7 điểm hả? Ừ, rồi. Có xong cái thằng kia nó kia gì bumble. Nó in the shape, em cũng không hiểu hết, nhưng mà em hiểu cái cuối cùng á. Là final là gì? Là hết giờ đó. Hết giờ rồi sao? Hết giờ xong rồi bắt đầu cái in the over. In the là gì? In the là xỉu á. Còn over là tài á. Tài xỉu hả? Còn em quýnh gì? Em quýnh xỉu. Nó ra gì? Ra tài. Chắc ơ kỳ nha. Có hai kẹo thôi nha. Quýnh tài ra xỉu, quýnh xỉu ra tài. Quýnh trên ra dưới, quýnh dưới ra trên. Em dở gặp anh là anh đi xỉu, đi vô xỉu. Đi xỉu nhưng mà sao đi xỉu ra tài hoài. Canh trận mà đánh, biết không? Còn cái chuyện em canh không được là lỗi tại em. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Bây giờ nhà em chán quá rồi còn gì lấy. Dạ. Bây giờ anh thấy chiếc xe này được nè. Thiếu anh 100 triệu đúng không? Để anh coi cái xe này nhiêu tính đi. Rồi xe này đúng rồi 30 đi anh. 30 triệu coi như là mình còn 70. Đúng rồi, xe này phải 30 đúng không? Nhưng mà cái giá là mấy năm trước em mua rồi. Đúng không? Dạ. Xe này giờ anh lấy giỏi lắm 20 à. Dạ 20 cũng được đó, anh bầm mình lên. Không mà khoan để anh coi sao. Chà, số 79 đẹp ha. Dạ, số này là bạc số thành phố 2979, số đẹp lắm. Thành phố nhưng mà nó ở vùng ven em ơi, nó không phải ở trung tâm. Vùng ven hả? Nhưng mà cái số đẹp này 79 là thần tài thấy không? V1 Gò Vấp mà. Bớt 4 triệu còn 16. 16 triệu thôi. Ừ. Sao chạy quá em, dựng sao để nó cà chạy quá. Đâu có đâu, đứa nhỏ chạy ngang qua lấy tay nó cà hồi chứ không phải chạy đâu. Chắc còn 14 thôi em ơi. 14 hả? Ừ. Rồi cái tháng nữa nè. Hả? Tháng bóp sâu quá. Coi cái bô xe nè, không chịu rửa gì hết trơn nè. Bớt nữa nha, 10 chai. Được chưa? Trước sau 10 chai, 3 bữa nữa anh ghé là anh lấy 90 ha. Sao lên được 2 chai đi, 12 chai đi. 2 chai cái gì mệt quá. Mày lụm cái này mày đội vô nè. Để nó lát ra người ta thấy người ta bắt mày lại đòi nợ nữa. Trời ơi, một con nợ đã đi qua. Tưởng lùng nó lại là ba đó luôn. Hai con nợ. Biết còn ai không? Thôi gì cho chắc ăn khỏi ai tới đòi nợ. Nằm trên cũng chết, nằm dưới cũng chết. Giờ có con đường duy nhất ra đường rầy xe lửa nằm giữa là chắc ăn nhất. Trời ơi, ở đây giờ cũng 2 tỷ mấy rồi. Không dám ra đường luôn. Gặp ai cũng đòi tiền. Nhìn thấy hai ổng là bực mình. Ai nói em thần tài thổ địa chôn ở quán bị ôm về hên không? Xui thấy bà luôn. Bà nội, cho mình chơi phong thủy ném hai ổng ra đường có tôi hên đi xui. Nín mày. Ông nội nó có nghe đâu. Đó không nghe mà nó hiểu nó nín rồi. Đôi khi nói người dương không nghe nhưng mà người âm mình sẽ nghe. Ây da, thiệt cái thằng quỷ buôn thần bán thánh, trời đánh thánh giật mày. Công nhận nó đạp cái đau gần chết. Ông coi giùm tôi coi. Cái mũi tôi hình như sóc cái dầm hay sao á. Đau quá. Đâu phải cái dầm. Cái nhang, trời ơi, cái nhang đốt một chút, nó đang cháy, đang lũi vô cái mũi ông rồi trời. À mẹ nó phỏng luôn cái mũi tôi rồi. Thì tự nhiên cái nó đạp mình ra tới đây. Mất dạy. Ông chửi nó có nghe đâu. Ờ ha. Thiệt, thằng thánh đôi khi nói người phàm không nghe. Nó chửi mình nhiều mình nghe tút lút hết. Ờ. Ông biết nó nợ người ta bao nhiêu không? Nhiều. Mua cái độ đó 100 chai. Trời ơi, 100 chai tưởng nhiêu làm lớn. 100 chai là bao nhiêu không? 1 chai hay đi chén có 10 ngàn. Hả? 100 chai có 1 triệu nhiêu? 100 chai là 100 triệu đó ông. Trời. Tiếng lóng của dân cá độ đó. 100 chai là 1 triệu. 1 xị là 100 ngàn. 1 ly là 10 ngàn. Còn một cái chung mình cúng như vậy có 1 ngàn thôi. Cái thằng này nó quá đáng không? Quá đáng gì? Nó cá độ là 100 chai mà nó cúng tôi có 1 ngàn không? Thôi, mình là thần thánh dù có bực tức cũng không được nói thêm nữa bớt. Nó cúng ông hơn 1 ngàn. Hơn ngàn là sao? Tính đi, 1 ly cà phê đen 3 ngàn. 1 điếu 3 số 5 1 ngàn rưỡi. Tổng cộng là 4 ngàn rưỡi. Nó cúng tôi gì đâu có đủ đâu. Vậy là ông cũng còn đỡ, ông còn có phước. Còn được nó cúng ngon lành. Còn tôi, nó cúng toàn là cái gì đâu không à, không có thấy cái gì được hết. Cái nồi chè đâu sao không ăn? Nồi chè á, nó cúng toàn là đường chè thiêu không đó. Ăn vô có 1 đường, mà tới hồi ra tới 2 đường. Lúc nào cũng đau bụng hết. Tôi chỉ có chè thiêu, ngày nào cũng chè thiêu. Còn ông thì được đổi món liên tục.
Bữa thì cà phê đen, bữa thì cà phê đá, bữa thì cà phê sữa đá, bữa bà số, bữa con mèo, thậm chí xì gà sữa. Ông có phước hơn tôi. Phước cái gì mà nữa? Ông nhắc cái vụ này tôi mới nhớ. Vụ gì? Ông có nhớ cái bữa mà cái trận mà Tiger Cup không? Đội Việt Nam đá với đội Thái Lan á, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Nó ăn quá trời ăn. Vậy mà nó cúng cho tôi có điếu xì gà không? Tại vì đúng với xì gà nó bự, nó hút, bây giờ nó còn phù mỏ. Vậy mà có xì gà sữa hút là đỡ rồi. Tôi nó có ăn có thua, thua thì nó để cái chén không. Ăn nó quất vô chén, thiệt là bự. Hay, ăn vô nước dừa. Nước dừa đó chỉ có đưa cho mấy bà kia sức lên đầu là được rồi, nó không giàu gần chết luôn. Thằng này thiệt, không có lương tâm. Nhắc cái điếu xì gà, tôi nổi da gà nè. Thiệt tình. Hình như tôi thấy nó đem cái gì nó cúng cho tôi với ông kìa. Phải không? Ai biết. Hình như nó đem cái đùi gà phải không? À, thấy rồi. Thiệt là mắt mũi tôi già mà vẫn còn sáng. Đã nhìn thấy ông đoán thiệt là chính xác. Nó đem cái điếu xì gà đó. Điếu này ông để ông mới thích nè. Gà sữa ông đâu có thèm. Quất cái này phù với mỏ luôn. Trời ơi, trời chết tôi rồi. Ông đừng nhìn tôi coi, tôi không dám nhìn. Bây giờ cũng như nặng con bài vậy. Ông coi giùm tôi, có phải tôi đem cái chén chè ra hay không? Không sao, không, không cảm sao. Ơn, cảm ơn. Tôi đem cho nguyên cái đồ chè luôn. Chết mẹ rồi, nguyên nồi luôn hả? Nguyên một nồi kia. Tối nay phải chạy đi đâu đây? Có thông báo cấp nước nữa, chết rồi. Chết rồi. Ê, đừng có đổ nước dừa vô nghe mày. Như nó thiếu thiếu vậy nha. À, thiếu nước dừa. Vô tới đọc. Dừa nó nhập tới chè rồi. Nó đổ nước dừa mà như nó rót xăng vậy đó. Chết. Không biết lâu đi, không biết được gì à. Tối nay tôi rung, ông đừng nói tôi bệnh bình thường nè. Nước gà tới kìa. Con xin lỗi ông thần tài thổ địa. Hồi nãy con giận quá con mất khôn. Lúc đó con tức quá con thua nhiều quá cho nên con đạp hai ông văng qua đây. Mong hai ông thông cảm thứ lỗi cho con. Nào hồi hận. Bây giờ ông con không có gì hơn. Con xin gửi ông địa một điếu xì gà. Xì gà này là hơn xì gà sữa luôn. Cái hàng to quá. Con gửi cho ông thần tài một nồi chè. Có một chén chè mà nửa hũ nước dừa. Bây giờ trước khi mình cúng ông thần tài với ông địa, mình gọi kèo mình coi thử nó là sao. Alo. Hả? Gì Út? Kèo nó là sao rồi? 1:45 phải không? Chung kết phải không? Mà nói rõ coi, Valencia, Real Madrid. Real Madrid chấp nửa trái hả? Rồi, anh nằm trên đó, quốc cho anh 300 chai đi. Kỳ này là anh xuống sát luôn mà. Rồi, còn lại bao nhiêu? 200 chai nữa không? Sướng sầu làm luôn không? Rồi, để anh, rồi, ok, không có một phút rồi gọi lại quyết định luôn. Rồi. Cái quẹt đâu trời? Chờ, chút mà lấy cái hùng quẹt mồi đi thuốc hả? Ông Địa, nó để cái điện thoại kế bên tôi. Ông lấy ông cất đi. Ông cất đi. Ông giấu đi, ông đừng cho nó gọi điện thoại nó khác. Ông giấu đi. Ủa, ông cất đi. Ông giấu đi. Ông cất đi. Ông giấu đi bà. Thôi giờ tôi với ông quánh tù thì đi. Ai thua rồi đó là phải giấu. Cái để nó cái cờ bạc cái đội đó anh gọi nó bắt đầu đó anh nó thua nó bán nhà đó. Quánh tù thì đi. Rồi. Quánh tù thì ra cái gì là ra cái này. Quánh tù thì ra cái. Ủa tôi thua rồi mày xin bỏ đi. Bỏ vậy, ông khôn quá. Bỏ đi. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Trời tôi ăn ông à, chơi lần nữa rồi. Ông mấy lần nữa mới quê. Rồi. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Chết nữa. Giấu cho. Kiếm chỗ giấu kỹ thì kỹ. Tha kỹ rồi, đừng có nói nó nghe. Đúng rồi, phải có bông. Bông nghe, cây nó mới lưng. Mùi nhang thiệt là thoải mái. Chè ông ăn đi, thoải mái. Em buồn mưa.
Ủa, mẹ nói một phút nữa gọi là sao nãy giờ nó không gọi ta? Điện thoại mới đó đâu ta? Đừng có chạy nghe. Chết cha, cái điện thoại mới đó đâu rồi? Đừng có chạy. Nhớ đem ra đây mà. Chị nó cá độ nữa đó. Ai lớn mà chơi vậy? Đúng rồi. Con gái, ông địa linh thiêng chỉ em con cái điện thoại ông địa. Ông địa linh thiêng chỉ em con cái điện thoại mới, cái điện thoại đâu ông địa? Ông chỉ là tôi hất nguyên cái nào che vô mặt. À, đây rồi, công nhận ông địa linh thiệt á, phản bội. Mới giái mấy cái tự nhiên là có cái điện thoại liền. Ngồi trong một can mà phản bội. Tôi kêu ông chú sao ông để về chỗ cũ? Để tôi để mà nó đâu có thấy đâu. Ông phù hộ cho nó mới thấy. Alo, sao mà nói phút rồi gọi lại sao không gọi? Bây giờ còn nhiêu? Hả? 500 chai hả? Rồi, anh gặm luôn cho. À, trước sau là 1.2 tỷ nha.